Okay, welcome to our new lesson, everyone, today. Okay, how are you? So, yeah, today we continue our lesson. It is chapter 3, unit 7. Okay, yum. We talk about food attack. So, food attack here is about a favorite of food. I mean, your favorite food, okay? Yum. Và dần dần chúng ta mới đến những cư mê đi đi phạm bí này chapter 3, nó không đi bà. Và lâu dần tận đó chúng nói 7 bí, bà thằng đi nè. Ok. 7 bí. Và dần dần đến đó chúng nói cái thằng Granny's Food Shop. Ok, Granny's Food Shop. Yeah, so, everyone, do you have a food shop? Or does your... Does your mother or father have a food shop? Yeah. Nhưng mình food shop để tiếng không? Bà. Okay. Mà từ hàng lụm hộp nè bà. Okay. Hàng lụm hộp ha bà mình tây sạch bà lại ý như xin tư. Hà có múc nè bà. Ê cái bán này họ dừng cái thà dừng chọn lụm nè. Họ thì chỉ hà hộp chọc. Bà Granny's shop. Bạn chứ cứ ở hàng và hàng lụm hộp. Chị đâu rồi gọi là bỏ lộ dây nè Granny cứ lộ dây bà nè okay. Chẳng bà tạo án cứ bằng hai nhập bí cầm là sạch nè bà cứ rộ bỏ nè chẳng Granny cứ rộ bỏ lộ dây ok. So now you see the picture right yeah look at the picture yeah spend 1 minute to look at the picture here. So can you remember everything in the picture? Dừng chạm bán thế ta không hiểu này là gì ta mình ấy khá là bà nên khởi như cái tham biến này khá là dễ lọc score nè và biến được bỏ khá là hộp khá là hài khá là yeah you see you may see the yeah bread banana apple orange sugar right and some other types of fruit as well và hộp hết phải chơi chơi đó mà chơi bốn và biến được băng lên đây như thế nè mình apple, mình eggs và mình maybe the milk as well okay. Đọc câu phòng đấy yeah maybe the other things maybe the cake or biscuit okay so this is a small shop okay not big a small food shop okay yeah if you are interested in selling food you can yeah maybe you can make more money. Okay. Chừng bà sao dương khơi là mình ấy khá là dương ai comment trong video của nhóm đó. Okay. Bà comment cho mắt mình ấy khá là. Yeah. Yes, yeah, so now look at number 2. Read quickly. Did you guess right? Yeah. Chừng ní cứ nó trong ở bản ní cứ bằng hàng ta nó trong hàng nó mình ở vậy khá hay đó. Okay. Chừng ta dương sman trâu ở mình. Đó bây giờ dương kịch dương sman trong rồi mình ta. Chứ cần khởi lo bị ấy khá hay là dân trâu ạ và trâu bán chán ạ nè và này ta hỏi là dân là một đơn dân án thì mà cái này dân trâu thôi tịch sẵn và bây giờ sử dụng nó chứ read again and answer the questions và dân án nè và dân slide xâm lưu là ngó nè để tông mùi ăn ở bằng hàng lớn nè nè ok hello xâm lưu dân mình thì mùi nè how many nè how many bananas are there? How many bananas are there? Ta biến chế phần màn lại bằng how many? Nên khi mình phần màn đó bà nhé. Chứ how many bố cho mình phần đồ nào mà bà how many bananas? Bà chế phần màn lại nhé. Bà ta biến chế phần màn lại. Chứ việc đạt máu cứ một phần dưới nhé. Bà chấm lại nhé. 20. Right? Number 2. Are there any carrots? Và chẳng qua cana su à dưới anh đi nắng cơm ra cứ chia sẩm đồ hết chlai chấm lại dễ nó vậy nè chị dạng ta khai lấy cái gì dễ được đâu ok và ok ngày ta biến nè ta biến cà rốt là thế yeah nè three is there any sugar và ta biến score là thế ok chứ nên ta không sẩm đồ chứ phải anh đi máu cho đó và nhập lại anh đi chỗ đó và mình tha chi carrot đã chi plural noun mà tha sugar đã chi uncounted noun nè cứ niệm rõ bán niệm hộ vậy nãy cứ para any thằng ở nè ok ok
Yes, the any ở ở bên chỗ mỗi nâng sinh chờ nào đấy mà thì chờ lắm mà ở đây. Bà sinh chờ nào thì bà ở này đấy mà, nè. Okay. Thì chỉ is there a banana? Is there an apple? Và chúng ta ở ở vòng tới nữa chỗ mỗi nâng sinh chờ nào nè ở bên any đi. Any bên chỗ mỗi nâng uncount noun cứ niệm rộng mình bán hay nâng plural noun và niệm kẻ hộ vậy nè. Number four, have they got some meat? Và ta buộc cái miền sạch khác là thế và okay. Have they got some meat? Yeah. Ta buộc cái miền sạch khác là thế. Ok. Và này nếu bắt đầu dùng ra sám các bạn đấy nè, ở đây cứ không lấy chế bình, ở không lấy nè. Bây giờ dùng dùng không lấy chia ở khảo ra. Request, nè request, nè cái gì cái chia sầm nở bà. Nó bây giờ dùng vậy ví dụ trong đây chỉ request và request thì sầm nào là cho bạn ấy mua ở thời ấy mua gì tết á nhưng ai phải xăm không sầm nụ bàn á học này ok và chứ không ấy không ấy cứ mình đi thà và hai chữ phục nhẹ để cơ sở sầm nụ cơ sở không đi thà sầm nào thà trong trong bàn sạch nhé chẳng sự tham bị sạch lắm và những người sầm nào trong bàn sạch nhé chẳng chứ ok number five how many tomatoes have they got? Và ta ở bộ kê miên là bình bò nè phần màn đấy và bình bò thế miên phần màn đấy six whole large eggs mà ta nó nát tóc đè trồ chật sột và cũng ngon một tí ấy rồi nè và eggs ok sự khâm dương vô sự nuốt chứ chưa bị ám dương lần chuyên dùng cho rộng chậm lại ok mà tiếng mới được chậm lại thì biết dương lần ao chậm lại không đấy mà thật ta dương ai trâu còn nào đấy là pin vốn này là dương bàn mà mở được dương ai chỉ dùng kịch đó bị chỉ cho ra hơn để khi nó không lòng hàng này đấy và thật ta dương kịch khơi trâu bàn trả nó là không ăn được bọt dương khởi nhẹ đấy bạn khi bà hai tháng nó không hàng mình đi lại đấy bạn ta lấy khi nhâm án hãy dùng đạp đấy ok ta chậm đám hỏi Welcome to my granny's shop. Mom and Dad often work here. I sometimes have them too. We have some sugar and some salt over there. We have got some fruit as well. We have 13 oranges, 20 bananas, and 50 apples. Eggs are my favorite. A lot of people buy eggs at our shop. I think eggs are their favorite food. Sorry, I think eggs are their favorite too. We've got some bread and some corn, but we haven't got any meat. Oh, and we've only got a tomato left. We need to buy some more tomatoes. Can you see my chocolate bars? I have got these chocolate bars and some sweets. Granny sometimes hides them. She thinks chocolate bars and sweets are bad. She doesn't like them. Can you help me find my chocolate bars and sweets? Okay. Bà chân thơm thầy dương. Bà tia bàn tàu chân, rộng tia bàn tàu chân, nè, như khi nhìn lại ấy. Và ta dự tàu bàn chân, và được bây giờ khởi đồng kiếm những cái đó tia nè, và ok. Và, hello. Nếu ông này ăn làng vĩnh tức, và ăn này chóp làng vĩnh, mà xa thì tức, và ăn ấy, và ok. Vì ăn thấy nên ông này mở dọc chùm lời, chùm mùi khổng nè, và dự stop tức. Hay ăn thật, ok, lúc bây giờ ăn thấy dự mở mùi chùm lời nè, ok. Và chẳng nó bị nên ọc này ăn tu tiền mùi ăn bọt này dự gọn khơi mình chạy thang là không hẳn biến carrot tì nè carrots no đấy chẳng cứ nấu mà và number two cứ nấu nhé là miếng carrot phỏng và number three so that is there any sugar và miếng scone number three miếng đấy bà yeah sugar miếng nhé ok miếng nhé ok giờ mới ở đây nó bị ra sugar và bằng hành thả miếng sugar đây 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 nhà chết và
But we have some sugar. Okay, need sugar, right? Sugar. Okay. But yet, have they got some meat? Have they got some meat? Và mình sạch thế và mình đấy. Và ở khởi phó tụng tiếng Anh là bắt mình khởi tham mình sạch phó và mình đấy. Ok, chấn cứ gì sai ta nấu và nó đã nấu. Ok. Bây giờ lấy bí nấu lấy bấy yes lấy bấy yes lấy bún nấu and lấy bấm. How many tomatoes have they got? Và chấn với cha ta cái này nổ lên nổ ấy thì đi pi thì bay thì bún là như sai yes thì còn nấu nó ra sầm đốn thì chưa sai tại giờ hay nấu đây nè. Còn tại là bây giờ số là how many hầm mà chẳng chưa dương ở sai giờ hay nấu đây giờ mà thế nè dương prap poramin để tâm sau bất chợt đang đẹp đón cứ mình chạm mặt sai giờ hay nấu đây nè chẳng dương mà mới thật lớn tomato min bình màn và chẳng chợt đây nhá chợt đây cứ mùi và đấy và sẽ lấy cái sao mùi miền và cái vòn đấy đấy là tha mùi đó lấy mùi đó và nó vòn đấy và vòn bà dễ lộ mắt và sao mùi tạm bỡ ok number six who likes eggs và nó là rất là châu chật sốt và dân cứ nói điều trẻ tha cứ a lot of people ok và cứ mình nói chuyện là a lot of people để dân ai tha a lot of people đấy mình nuôi chỉ ra mà thả nhóm thả kia đây thì chưa chặt rồi yes anh cứ làm hạt giấy cứ chọn từ mình thế và lấy nhân bơ và tạo tiền và nó một phụ đấy oh, ok sorry à lấy một dương tôi và tạo tiền dương bỏ prai hai đấy và bỏ prai tiền đấy mà ở trong ba anh bảo này thì mình đấy hi welcome to my granny's shop mà số dưới đây và số dưới đây spa cùng đấy và spa cùng này hay là cầm thứ spa cùng ở một đầu này đấy nè bạn spa cùng một đầu ở hàng chị đâu được bọc nhầm nhé thế mom and dad often work here để cho ra mặt đai thì đang pa và nhé chị nhận nhóp và khi ta bọn bọn chui với ca đâu tí đi và nhé nhé I sometimes help them too và bé khác và sometimes bây giờ nhóm chui bộ quạt phòng này nhé thú thư phòng này mà help cứ chui nhé we have some sugar and salt over there và dương và miền miền lụa cứ là score nhé sugar và score hay là bao lâu khác đây nhé và no tí nữa over there mà no tí nữa nó dùng hai thằng no tí chừng ngày tí nhé và ngày việt đại dương tí nhé và over there này chẳng và we have got some fruit as well và dương và có miên phải chơ mùi dùm nôn phòng đài và as well cứ phòng đài được nghiệp bà nhé mà thu nữa bà as well we have 13 oranges và dương miên phải cầu đọc bầy phải và 20 bananas phải chết và phải phải và tịnh mấy and 50 apples rồi phải bom nó cứ dùm nôn hạ sập phải phòng đài nhé eggs are my favorite và cứ sốt cứ chìa chấm nồi chặt vào nhom nhé favorite ba không chưa tha cục nĩa nẹn ngọc nĩa cái chặt đấy mà eggs are your favorite as well okay. Favorite cứ chấm nồi chặt nó vẫn mà a lot of people buy eggs at our shop ba cứ là menu chỉ cho ra nữa mà a lot of people menu chỉ cho ra và cái tên sốt và nấu hàng là bao nhiêu I think eggs are their favorite too nhóm cơ thà và sốt cứ chỉ ở ha chỉ ti châu chất được bao bộ kê bọn đấy và phải biết đấy chỉ ti châu chất chỉ ti bên chất đấy và we've got và we have và maybe we have đấy chỉ đặc biệt là tạo vị cứ maybe have và cứ we have thế nhưng anh chụp này anh ta we've okay. We've got some bread and some corn và dương miền dương biên là nồng băng hay nướng và bột và khla khla nhé phòng đài và khổ ăn dư bột rồi bà không okay. But we haven't got any meat và cầm tay dương mình miên sạch như thế bà sạch ấy cái đôi nhé tới cô sẽ chịu ấy ở bên ngoài nhé bà oh and we've only got
one tomato left. Và ô hay dưỡng miền nè và miền ở bình bò tại mùi bẩn nọ nè và only và nè cứ tại bẩn nọ ok ok và miền bình bò tại mùi bẩn nọ nấu sò lắm left nè đang nấu sò là gì nè left trong gì chừng we need to buy some more tomatoes và dưỡng trâu nè và nên thứ cứ trâu tại mùi bây giờ mà và dưỡng trâu tình và dưỡng trâu tình bình bò và chờ ơn và mình thèm thịt khá khá đài nữa ok ok more tomatoes chờ thèm thịt can you see my chocolate bars và ở đây nè và anh mới khơi sô-cô-la nhóm đẹp thế và là ngày và bây giờ phía thạm bỏ và bỏ nó cứ thạm đào một sô-cô-la dưới này và chocolate bars nè sô-cô-la đã ngày đào với anh miên tông trì khó khó khăn ý nè và bà chữ cá chân tử và ok chữ cá thì thôm tập ba tay chân tử nè và bà như đường sô cô la nhóm sáu từ một này nó khăn ok bà nó chưa sô sô cô la nè bà ok chocolate bars I have got 6 chocolate bars and some sweets và khi nhóm miên cá đặt đa ấm sô cô la chấm đôn toàn bụi đa ấm hay nắng score crop mua chấm đôn phẳng đài nè ok Granny sometimes hides them. Bà cứ là lụi dây bà phải khá qua lẹ bà nè lẹ là bọt thằng ngọt nè lẹ sô cô la nè lẹ sô cô la nè bà nè hide cứ lẹ nè bà lẹ bà nói khớ nha bà dường bà lẹ bà bày mùi bà nói khớ nha She thinks chocolate bars and sweets are bad. Bà gót nè cất tha bà cứ đấy sô cô la nè bà hay nâng score crop là khi nào bị mình lỏ thế đấy mà, okay, mình lỏ này bad. She doesn't like them. Và con mình chầu chết. À, rồi bỏ thằng con đầu tiên. Can you help me find my chocolate bars and sweets? Và tên này à chui, nhớ chui rock. À, bà sô cô la hay đang score crop khi nào bạn thế? Okay. À, đọc tập lâu phục thông minh anh bà, sẽ thường phục thông minh nhé. Okay. Bà chào đó dương mô chẳng nói bằng tốp nè khi ta you are granny's shopkeeper okay. Bà nè cứ chia nè chui lụa trong hàng đó bà không ạ bà shopkeeper bà chẳng nuôi cả hàng rồi có chẳng nuôi cả lụa trong hàng đó bà shopkeeper rồi bó lụa gì right five things you have got in your shop okay. Chẳng nè ạ xe mà bà xe rồi bó chẳng đồn pram là không lòng hàng đó nè để nạ biến đó nè okay. Bà right, five things you haven't got in your shop. Hai nè, ao hết có sơ sơ tiết đây. Nè, một đồ bốc cứ sơ được bọc, chẳng luôn bàm giác để nè miến. Hai, và tóc tiết dưỡng có sơ sơ được bọc, bàm giác để nè, mình miến được lòng hàng đằng phòng đài. Nè, use some, and, any. Bà chứ tôi đang ngày khi xám nhưng bà nó không có dụng sọp nè. Bà, thằng này thọng đá, tôi đang dụng, bà không có dụng sọp xám nè bà. Vì đây mùi dùm nuôn còn khá là như thế này bà chép nào tiết xám ra cho mùi nướng plural noun bây giờ khi nào thì họ hẳn lưu để nhầm bờ khơi nhảy nữa và thì họ lấy nè nè nụ chạy thay đi chia some bananas ấy đây bà có some bà some apple ấy đây bà cái này chứ như bà chỉ mùi nâng plural noun bán á, sắm thế hay chỉ mùi nâng ăn khao nón gặp ra sắm bán này nè thì any sugar sorry some sugar some milk và some milk some meat như thế thì hết và đấy ớn ra chỉ mùi nâng sinh chờ nào và nè ok any ra nó không là cái tiêu hay nó question nè và vậy alo đi I have some ở đây là some apple cái này nó ngồi đây dừng biết nó không hàng với dừng dừng xíu I have some apple I have got some apple okay. I haven't got any okay chứng any đã đó mà any milk và nó có any apples và cái này okay thì mới cứ pram giang để dừng biến cứ I have got nó mình biết cứ pram giang này dừng không biến I haven't got
โอเคบ่าจังเพิ่นคักหลายนี่คือถ้ายิงอ้ายถ้าจองเยอะเป็นซื้อเฉลิมน้องยิงถ้า I have got a chocolate bar okay I have got a chocolate bar I have got an orange nhé bà cái đấy chưa mạnh phá sám này bởi vì chỉ xưng chỉ nói như phá được ơn nhé bà mới điện lấy những cái này cái tiêu bà sân chia dương phá xưng chỉ nói nhưng đã ơn này được nhỉ I haven't got an orange because I haven't got an apple đấy nhé ok bà tại bởi vì chỉ ăn khao nói như phá any đứng và nó không long bao nhiêu bà sẽ này I haven't got any milk như thế nào bà ok bà ở đây dương xe đâu mà bà xe đây nè bà đi khi mà bà tục ở dương xe hôm nay đây nè yes trong chụp lại đi bà xin dương xe há dương cơ thang dương mình sẽ bắt bà dương nhớ chụp lại nè ở lại chụp lại nè lịch bốn nè chỗ nó không telegram hoặc nhóm nè bà nó không description này video đi bà nè nó không khởi telegram nhóm nè nhóm chạy thác nhóm telegram như nhà chỗ từ ok bà nhóm đừng cài chìm lại ảo dương nè ok ảo dương thơ nè bà hãy nhà từ number 5 go shopping nè ở lấy nữa đâu bên nhà ngọc nè từ tên nhị bàn đầu hà ok yeah ask your classmates some food you haven't got ok chứ người ta dân tiền gì vào phòng hàng hãy dân xua mất được sản đoạn này nữa với classmate nơi là hàng mua chụm đuôn để nè comment và write their names next to the food và những dân xe đó và xe mua bảo hộ kê nó mình phải bảo hiểm nó là cái nơi nó bài hàng tới nè và đây một ở đây họ sẵn mà nó have you got apples yes I've got some apples okay have you got corn no I haven't got any corn okay này bà chứ cứ thà dương dương xuống một phép dương bà xuống một phép dương dương xuống từ phía tới phía bà thì xuống từ phía tới bà có trả lời mau cho thà yes nè bà dương ở dương thích tha ở bên phe mình này nè cột miền nè và cột miền ok và cột miền ấy mùi nè để dương bàn ở số quận này nè bây giờ bây giờ lại nó dương thích tha ô cột miền để nè và okay. Những cái này à lỡ dương ok dương gần mặt lần hỏi nè còn bạn đang hỏi thà là nó dương miền ấy hay dương miền miền ấy ok à lúc nhom khi nhom đang xua cái anh ở bọt là ông đi ok chứ thế tôi chỉ muốn chậm lại dương đang ngày đấy dương miền yes thì gọi no ok xuống như ta have you got là bây giờ lại cứ yes được gọi no hỏi nhé yes I have được gọi no I haven't right ok các bạn thấy dương trong ao dương ở trong ao dương ở chai liền nè ở bình lình tịnh nhé là bây giờ cái anh vót ở rụt mọt nhé bạn chẳng dương ở chai ở bình lình thứ đó và khi nhóm anh vót mà dương lại thì thế nhé mà chẳng chai tạo cho mình nhóm ở đây là khi nhóm ở xu dương đó have you got và have you got apples đấy như chai ở bây giờ đó yes I've got some apples chúng ta have you got corn no I haven't got any corn ok tại lúc nhóm nó xua khi mà nó xua xùm nua ở thăm mây xe như mùi tiết hay dừng chạm xa lời và khá lời nó dừng bàn lý hơi hơi nào bây giờ dừng biến bây giờ dừng không biến nó chẳng hết và chắc mà sao này dừng biến dừng xa lời gì hết đó dừng biến dừng xa lời nào đâu tạm bây giờ dừng bàn lý hơi hơi này lấy nè và ok anh em xua ngọt này và have you got any milk? Have you got any milk? Thế thì tự đọc cố, ok. Ta sẽ lại mà. Ta sẽ lại là nâng. Yeah. Have you got any milk?
Xong giờ tham bà dương mở tiếp bà dương dạy trả giấy. Yes, I forgot some milk. Ok, ba. Tuy cô chúng các dương cho trẻ ra. Yes, I forgot a lot of milk. Ba, này sam là khá a lot of chia gần đi từ đó. Ok, ok. But no, I haven't got any milk. Nếu mà dương xài nốn, ok. No, I haven't got any milk. Ok. Ờ, thì ta đang xuống một tiếng nữa. Bà. Have you got an apple? Bà xài mắt mà. Yes, được rồi. Bà xài mắt. Ok. Have you got an apple? Ok. Thêm xuống một tiếng. Have you got a carrot? Have you got a carrot? Bình cho tế, lại mất mà. Yes, you can know. Have you got any fish? Trái bà. Have you got any fish? Yes, you can know. Mà lại mất. Have you got tomatoes? Sorry. Have you got tomatoes? Okay, chẳng nhóm vật hành như vậy bây giờ là phần đăng lý và bắt chẳng vậy đi. Okay, sự khẩn là dưới slide thử. Okay. Nếu cứ guessing game. Guessing game. Think. Cứ chưa là bài này dân thử thuộc cả tí ý nữa mà. Chẳng think of a food. Như kinh đó là hà tới mà một hộp hà ai mua đi dương ở bà liên hà như kinh mất và đi lọc score lịch lắc và đi gò hà là dương chỗ chất ấy gì tới thì hỏi can your friends guess? Ok và chẳng ở lỡ bà sân dương nó thân nặng được coi dương nộp tia dương mình khi nè ăn là bọt nơi nào cả đói nhưng ngon khi ai lên nhà liền thì bà nếp và anh mình khi nè pi nẹ với nẹ cả bà này và pi nẹ là tôi lịch bà này chẳng dừng cất ở hai dừng ảnh xây chỗ ra rì rì khốn á dừng đầu bên kia đưa ra dừng dừng chặt nó bên và dừng A nè một kề thì họ dừng A một kề nè khang ở B C D E F nó còn cho rôm số dừng á ok còn chè số từ B hết đây nè ok chẳng có ai số ra is it và fruit và ok đây dừng dừng ban ly dừng ban ly ở đây thì dừng biến này thì luôn pram bụng cho nè và hay cái số nữa bạn cơ số is it fruit bây giờ ở đây thì dương ban lý nó bị miên men ô dương ban lý nó dương ban đặt nó không một chi chỉ muốn pram thì dương miên nó không một chi dương nữa và hai pram pram một phép dương miên nó cứ miên chỉ fruit đấy nhưng dương ai này chơi thành che nè nhưng chơi yes it is nè yes it is nè và nhưng chơi dương mùi một phép dương có bằng phổ dương đáp án no it isn't right và nhưng dương do sản nó ngại số này dương bán nó is it fruit okay ai số thứ ta is it an apple okay này và chẳng dương như ai số trong trong là ta chỉ mua như thế đó và okay và chẳng là những ai số thì nhận đây đây dương thầu số đấy và như trao gồm số và chẳng bài sân gì kỳ số dương thầu miễn nhưng sai được bà yes it is an apple okay còn no it isn't an apple okay ai số ta four a như thế nó mà is it red is it yellow is it blue đây đó và cái số four và cái chọn đang thay với four a ok này ok chẳng gì chậm lại yes thì nó yes nó như thế ok has it got seeds ok và nè số nó còn ai nên song say tha chỉ fly chơi hay bà fly chơi nó cứ fly chơi nó cứ mà mình crop bọt mà chúng ta fly chơi là mình khó về thì họ chẳng nè cái số là has it got seeds? Seeds nó cứ crop bây giờ mà crop trái chớ mà được có crop thuần chín là trâu đàn để chia crop sâu nó có seed đẹp như vậy mà nó là bây crop nó phải chớ đi crop spy nó crop phải bom ấy nó có crop đây bà nè seeds ok yeah has it got seeds và chứ trái mà nè no nè có yeah nè ok no it has nè no it has rồi còn no sorry, yes it has, it got no it hasn't. Okay.
Okay. Yes, well done. Okay. Không cần anh tham vào cái tí đâu, nó và xin được phép giới tí đâu. Ở đây là có cái tí đâu ta. Ồ, này chị ấy, này có xu có xu tới là có xu chom chom lại. Nhưng mình phép giới tí đâu, nhưng ta yes, well done. Và bạn lo men và cứ tí đâu đâu men này nhá. Well done cứ thưa bạn lo rồi có tí bạn tới và chẳng gì chẳng nhá. Okay. Và chẳng sự không thay dựng chốt hay dựng ai thưa bạn nhá. Ok và chấm pua chấm nói từ này nhá. Ok. Ôi, chẳng mấy đứa dừng chọc tự động này hỏi nhé bà. Chẳng mình ấy chẳng ngó và xung quanh cả comment ở bản thay em đã được gọi chat cho nó không telegram nó nhầm tới và nhầm nâng trả lời to nhé bà. Ở xung trả thay trả lời không telegram xu không telegram cứ xưa và nghĩ xưa không khá trả lời to nhé. Bây giờ xu không nhầm nông xu chỉ xử nô nó không ở video YouTube này cứ bởi bạn trả lời tích nhé bà. Tại bây giờ comment bản thay em trả lời cả xu xử nô ở đây đấy nhé bà. Nhưng comment tới nhé. Okay, see you next video, everyone. I hope you enjoy my video and please subscribe, right? Subscribe to my channel and share if you think it is useful for you and your friends, your classmates.